chào các em học sinh. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Thầy là Lê Trần Hoàng Phúc, giáo viên trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ. Hy vọng rằng bài học ngày hôm nay sẽ mang đến cho các em nhiều kiến thức thú vị và bổ ích. Các em thân mến, tiết trước các em đã được tìm hiểu về cá thể và quần thể. Như vậy thì khi những quần thể sống cạnh nhau thì chúng có mối quan hệ gì hay không? Ví dụ như khi một con hổ trượt đuổi con hươu để ăn thịt thì mối quan hệ của chúng là gì? Và tại sao người ta thường nuôi ghép nhiều loại cá trong một cái ao? tất cả những vấn đề trên sẽ được giải đáp trong bài học ngày hôm nay. Mời các em đến với chủ đề số 2: Quần xã và một số đặc trưng cơ bản của quần xã. Ở chủ đề này, các em sẽ được tìm hiểu khái niệm quần xã sinh vật, thứ hai, một số đặc trưng cơ bản của quần xã, thứ ba, quan hệ giữa các loài trong quần xã. Trước khi các em tìm hiểu khái niệm về quần xã sinh vật là gì, thầy muốn kể cho các em nghe một câu chuyện. Đó là vào mùa hè thì có hai bạn tí và tèo về quê thăm ông bà vốn là người đam mê thiên nhiên, yêu thích sinh học. Khi thấy một cái ao ở sau nhà thì tí mới hỏi Tèo. Đố bạn chứ, trong cái ao này thì có những quần thể sinh vật nào? Nếu như các em được hóa thân vào nhân vật Tèo thì các em sẽ trả lời như thế nào? Các em thân mến, sau khi quan sát, tìm hiểu thì bạn Tý và bạn Tèo đã thấy được rằng trong cái ao cá này có những quần thể như quần thể cá chấm cỏ, quần thể cá chép, cua, ốc, rau muống, vân vân. Như vậy, tập hợp những quần thể này trong cái ao người ta gọi là quần xã sinh vật. Như vậy, quần xã sinh vật là gì? Quần xã sinh vật đó là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định. Các em hãy quan sát hình ảnh sau đây là sơ đồ về thành phần cấu trúc của quần xã sinh vật. Các em lưu ý cho thầy một điều rằng, quần xã sinh vật không phải là tập hợp những quần thể một cách máy móc, mà những quần thể sinh vật này phải có mối quan hệ tác động qua lại với nhau và đồng thời tương tác với môi trường được hình thành trong một quá trình lịch sử nhất định. Do vậy các em cần lưu ý. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất nên quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Để giúp cho các em có thể nắm được khái niệm về quần xã sinh vật thì thầy có một câu hỏi trắc nghiệm ai là triệu phú như sau, các em hãy cố gắng trả lời nhé. Câu hỏi có nội dung như sau, trong các ví dụ sau thì có mấy ví dụ nói về quần xã sinh vật? Thứ nhất là các con chó sói sống trong một khu rừng. Thứ hai là các sinh vật trong ao cá nước ngọt. Thứ ba là các sinh vật sống trên sa mạc. Chúng ta có bốn đáp án. Đáp án thứ nhất, đáp án A là không có quyền xã sinh vật nào. Đáp án B là một quyền xã sinh vật. Đáp án C là hai quyền xã sinh vật. Đáp án D là ba quyền xã sinh vật. 3 giây suy nghĩ cho các em bắt đầu. Các em đã chọn được câu trả lời của mình chưa? Đáp án của câu hỏi này đó là câu C có hai quần xã sinh vật. Như vậy các em thấy rằng là ý số 1, các con chó sói sống trong một khu rừng thì đây là tập hợp những cá thể cùng loài thì đó là quần thể sinh vật chứ không phải là quần xã sinh vật. Còn ý số 2 và ý số 3, đó là tập hợp những sinh vật sống trong ao cá nước ngọt thì bao gồm có nhiều quần thể cá, quần thể rau muống vân vân thì đây được xem là một quần xã sinh vật. Hay ý số 3, các sinh vật sống trên sa mạc thì bao gồm có nhiều quần thể, ví dụ như là quần thể xương rồng hay là quần thể lạc đà rồi những loài sinh vật khác thì những cái này được gọi là quần xã sinh vật như vậy chúng ta chọn đáp án c các em thân mến sau khi các em tìm hiểu khái niệm về quần xã sinh vật như vậy thì theo các em quần xã có những đặc trưng cơ bản nào đặc trưng cơ bản của quần xã chúng ta sẽ có hai đặc trưng thứ nhất là đặc trưng về thành phần loài thứ hai là đặc trưng về sự phân bố các cá thể trong không gian của quần xã chúng ta hãy cùng tìm hiểu đặc trưng thứ nhất của quần xã đó là đặc trưng về thành phần loài. Các em lưu ý cho thầy, thành phần loài sẽ được thể hiện qua số lượng các loài, số lượng cá thể của mỗi loài, loài ưu thế, loài đặc trưng. Các em hãy quan sát hình ảnh sau đây, đây là hình ảnh minh họa cho quần xã sinh vật. Như vậy thì các em hãy cho biết là ở trong quần xã sinh vật này thì có bao nhiêu loài và số lượng cá thể của mỗi loài là bao nhiêu? rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng là ở trong quần xã này có bốn loài thực vật đó là loài A, B, C, D và số lượng cá thể của mỗi loài đó là 5. Như vậy các em có thể rút ra được một nhận xét rằng là số lượng các loài trong quần xã và số lượng cá thể của mỗi loài là mức độ đa dạng của quần xã, biểu thị sự biến động, ổn định hay suy thoái của quần xã. Các em hãy quan sát hai hình ảnh sau đây. Hình ảnh về quần xã rừng mưa nhiệt đới và quần xã sa mạc theo em thì số lượng các loài, số lượng cá thể của mỗi loài trong quần xã nào sẽ nhiều hơn? Chúng ta có thể rút ra được nhận xét như sau, trong quần xã rừng mưa nhiệt đới thì có rất là nhiều quần thể, rất là nhiều loài, ví dụ như là voi, khỉ, hổ, à, sư tử, lợn rừng hay là những cái loài cây khác nhau, rồi các loài chim, sâu, kiến, bọ cạp và rắn. Như vậy số lượng loài rất là lớn và số lượng cá thể cũng thế. Tuy nhiên ngược lại ở quần xã sa mạc thì chúng ta chỉ có thể thấy những quần thể ví dụ như là xương rồng, bọ cạp, lạc đà và số lượng những cái loài này cũng rất là hạn chế phải không nào? Như vậy các em lưu ý cho thầy rằng là quần xã ổn định thường có số lượng loài lớn và số lượng cá thể mỗi loài sẽ cao. Trong đặc trưng về thành phần loài thì có một khái niệm quan trọng đó là loài ưu thế. Như vậy theo em loài ưu thế là gì? Các em hãy quan sát hình ảnh sau đây. Ở quần xã ruộng lúa, theo em thì số lượng cá thể của loài nào có số lượng nhiều và đóng vai trò quan trọng trong quần xã? Đó là loài lúa phải không nào? Như vậy, loài ưu thế đó là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc là hoạt động mạnh. Các em lưu ý cho thầy, trong các quần xã trên cạn thì thực vật có hạt thường là loài ưu thế vì ảnh hưởng lớn tới khí hậu của môi trường. Trong đặc trưng về thành phần loài thì cũng có một khái niệm quan trọng nữa đó là loài đặc trưng. Như vậy, loài đặc trưng là gì? Các em hãy quan sát hình ảnh sau đây. Đây là hình ảnh của con cá cóc ở vùng rừng mưa nhiệt đới Tam Đảo. Như vậy thì các em thấy rằng là cá cóc đây là một loài đặc trưng bởi vì khi người ta nhắc đến cá cóc là người ta sẽ nhớ đến quần xã Tam Đảo ngay. Như vậy, loài đặc trưng là gì? Loài đặc trưng đó là loài chỉ có ở một quần xã nào đó. Ví dụ thứ hai thầy muốn gửi đến các em đó là ví dụ về quần xã rừng U Minh. Như vậy theo em trong quần xã rừng U Minh này thì loài nào có số lượng nhiều hơn hẳn những loài khác và đóng vai trò quan trọng hơn so với các loài khác? Đó chính là loài tràm. Như vậy, loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã nào đó hoặc là loài có số lượng nhiều hơn hẳn so với các loài khác và có vai trò quan trọng trong quần xã so với các loài khác. Ngoài những đặc trưng về thành phần loài, thì đặc trưng thứ hai của quần xã theo các em là gì? Đó là đặc trưng về sự phân bố các cá thể trong không gian của quần xã. Chúng ta có hai kiểu phân bố, đó là phân bố theo chiều thẳng đứng và phân bố theo chiều ngang. Phân bố theo chiều thẳng lứng thì chúng ta có thể gặp đó là sự phân thành nhiều tầng cây trong rừng mưa nhiệt đới. Như hình ví dụ bên trên đây, các em thấy rằng là những cái cây trong rừng mưa nhiệt đới sẽ phân thành 4 tầng cơ bản, đó là tầng vượt tán ở bên trên, rồi tiếp đến phía dưới đó là tầng tán trừng. Tiếp theo đó là tầng cây gỗ ở dưới tán, và cuối cùng đó là tầng cây nhỏ ở phía dưới. Các em lưu ý cho thầy, sự phân tầng ở thực vật sẽ kéo theo sự phân tầng của các loài động vật. Ví dụ như những loài chim sẽ sống trên các tán cây cao, khỉ, vượng thì sẽ sống leo trèo trên những cái cành cây. Còn tiếp đó là ở phía dưới đó là những loài động vật sống trên mặt đất hay là ở các tầng đất sự phân bố theo chiều thẳng đứng chúng ta còn gặp ở sự phân tầng ở đại dương. Ví dụ như ở đại dương thì người ta sẽ phân thành những tầng trên, tầng giữa và tầng đáy. Tương ứng với từng tầng này sẽ có những loài sinh vật biển khác nhau. Tiếp theo đó là sự phân bố về chiều ngang. Thế thì phân bố theo chiều ngang chúng ta có thể gặp được ở đâu? Đó là sự phân bố của những sinh vật từ vùng đất ven bờ biển, rồi đến vùng ngập nước ven bờ và vùng khơi xa. Các em lưu ý, Ngoài ra sự phân bố theo chiều ngang còn có sự phân bố của sinh vật từ đỉnh núi đến sườn núi rồi chân núi. Sự phân bố các cơ thể trong không gian của quần xã phụ thuộc vào yếu tố nào và có tác dụng ý nghĩa gì hay không? Các em lưu ý cho thầy một điều rằng, sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. Và sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường. Ở cái ý này chúng ta có thể hiểu rằng là khi những cá thể phân bố ở những không gian khác nhau như vậy thì chúng sẽ giảm được sự cạnh tranh về thức ăn, về nơi ở và đồng thời chúng sẽ tận dụng được nguồn thức ăn ở bên ngoài tự nhiên. Như vậy thì ứng dụng, người ta ứng dụng trong trồng trọt và chăn nuôi đó là người ta sẽ trồng cây nhiều tầng, thích nghi với những điều kiện chiếu sáng khác nhau của thực vật hay là trong chăn nuôi thì người ta nuôi những cái loại cá khác nhau trong một cái ao nuôi để tận dụng về không gian cũng như là thức ăn. Hay trong khai thác tài nguyên sinh vật biển thì người ta sẽ khai thác ở tầng nào sao cho phù hợp, bằng phương pháp nào và vào thời điểm nào là hợp lý nhất. Để giúp cho các em củng cố về những đặc trưng của quần xã thì thầy có một câu hỏi trắc nghiệm muốn gửi đến các em như sau. Đặc trưng nào có ở quần xã, không có ở quần thể? A. Mật độ B tỷ lệ giới tính C. Độ đa dạng D. Tỷ lệ nhóm tuổi 3 d cho các em suy nghĩ bắt đầu Đáp án của thầy đó là câu C Các em có trả lời đúng không? Các em lưu ý cho thầy một điều rằng là Lúc nãy chúng ta vừa học được rằng là Trong đặc trưng của quần xã thì chúng ta có đặc trưng về Số lượng các loài và số lượng các cá thể trong loài Thì đây là thể hiện mức độ đa dạng của quần xã còn những đặc trưng còn lại như mật độ, tỷ lệ giới tính hay là tỷ lệ nhóm tuổi, đây là những đặc trưng của quần thể. Như vậy chúng ta chọn đáp án C. Các em thân mến, sau khi tìm hiểu về những đặc trưng cơ bản của quần xã thì những loài trong quần xã này nó có mối quan hệ gì với nhau? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu các mối quan hệ sinh thái. Như vậy thì các loài trong quần xã có những mối quan hệ sinh thái nào? Chúng ta có các mối quan hệ, thứ nhất là nhóm quan hệ hỗ trợ thì chúng ta có các quan hệ cộng sinh, hợp tác, hồi sinh. Trong nhóm quan hệ đối kháng chúng ta có quan hệ cạnh tranh, ký sinh, ức chế cảm nhiễm và sinh vật này ăn sinh vật khác. Trong nhóm quan hệ hỗ trợ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thứ nhất, đó là quan hệ cộng sinh. Đây là hình ảnh ví dụ minh họa về việc cộng sinh của trùng roi, cộng sinh trong ruột của mối. Thì các em biết rằng con mối sẽ ăn cellulose, tuy nhiên chúng không tiêu hóa được, trùng roi thì tiết enzyme để tiêu hóa cellulose này thành chất đường và cung cấp cho cả hai loài cùng sử dụng. Như vậy cả hai loài này cùng có lợi và chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau thì đây được gọi là mối quan hệ cộng sinh. Như vậy cộng sinh là gì? Cộng sinh đó là quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai hay là nhiều loài. Tất cả đều có lợi và nhất thiết phải có. Ví dụ thứ hai về mối quan hệ cộng sinh đó là ở nấm, vi khuẩn và tạo đơn bào cộng sinh trong địa y. Quan hệ thứ hai chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là quan hệ hợp tác. Đây là hình ảnh ví dụ minh họa về hợp tác giữa cá sấu và các loài chim nhỏ. Thì các em thấy rằng là những cái loài chim nhỏ này sẽ ăn những cái miếng thịt còn dư ở trên răng của cá sấu. Thì những loài chim này sẽ có lợi và cá sấu cũng có được lợi. Đó là chúng sẽ bớt đi cái sự khó chịu khi có thức ăn trong kẻ răng của mình. Như vậy mối quan hệ giữa hai loài này là cả hai loài cùng có lợi tuy nhiên không bắt buộc là phải có và mối quan hệ của chúng là không chặt chẽ đó là sự khác nhau giữa quan hệ hợp tác và cộng sinh như vậy mối quan hệ hợp tác đó là mối quan hệ giữa hai hay là nhiều loài tất cả đều có lợi không phải là quan hệ chặt chẽ và không bắt buộc phải có ví dụ thứ hai thầy muốn gửi đến các em trong mối quan hệ hợp tác đó là hợp tác giữa chim sáo và trâu rừng thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là những con chim sáo khi mà đậu trên lưng trâu thì nó sẽ ăn những cái con ve con rận trên lưng trâu và những con chim này sẽ có được lợi. Tuy nhiên những con trâu này cũng có được lợi, đó là nó sẽ không bị ký sinh bởi những con cháy con rận này nữa. Như vậy mối quan hệ giữa hai loài này là quan hệ hợp tác. Mối quan hệ thứ ba chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là quan hệ hội sinh. Đây là ví dụ về mối quan hệ hội sinh giữa phong lan sống bám trên thân cây gỗ. Chúng ta thấy rằng cây phong lan có được lợi, đó là chúng sẽ sử dụng cây gỗ để làm giá thể. Chúng có lợi, tuy nhiên cây thân gỗ thì cũng không có lợi và không có hại thì đây người ta gọi đây là mối quan hệ hội sinh. Hồi sinh đó là mối quan hệ hợp tác giữa hai loài, một loài có lợi, loài kia không có lợi cũng không có hại. Ví dụ thứ hai về mối quan hệ hội sinh đó là những con cá ép sống bám trên lưng cá lớn, thì các em thấy rằng những con cá ép này khi nó bám trên lưng cá lớn như vậy thì nó sẽ được di chuyển xa hơn và đồng thời nó sẽ tìm kiếm được thức ăn. Như vậy thì con cá ép này sẽ có lợi, nhưng con cá lớn thì không có lợi và cũng không có hại. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu sang nhóm mối quan hệ tiếp theo đó là nhóm quan hệ đối kháng. Quan hệ đầu tiên đó là quan hệ về cạnh tranh, thì đây là hình ảnh minh họa cho sự cạnh tranh giữa cỏ và lúa, thì chúng ta biết rằng giữa cỏ và lúa sẽ có sự cạnh tranh với nhau, đó là cạnh tranh về ánh sáng, nước, các muối khoáng và trong mối quan hệ này thì cả hai loài đều bị ảnh hưởng. Như vậy mối quan hệ cạnh tranh đó là mối quan hệ giữa các loài tranh giành nhau về nguồn sống như là thức ăn, nơi ở, một loài bị hại hoặc là cả hai đều bị hại. Mối quan hệ tiếp theo đó là quan hệ về ký sinh. Các em quan sát hình ảnh sau đây, đây là hình ảnh của cây tầm gửi ký sinh trên cây chủ. Thì trong trường hợp này cây tầm gửi sẽ sử dụng chất dinh dưỡng từ cây chủ để sống. Như vậy thì cây chủ sẽ bị hại và cây tầm gửi thì sẽ có lợi như vậy mối quan hệ ký sinh đó là quan hệ loài sinh vật này sẽ sống nhờ trên cơ thể của loài khác lấy chất dinh dưỡng để sống, một loài có lợi, một loài có hại. Và trong mối quan hệ ký sinh này có hai dạng đó là nửa ký sinh và ký sinh hoàn toàn. Thì nửa ký sinh là gì? Đó là trong trường hợp cây tầm gửi này thì cây tầm gửi chúng ta biết là cây tầm gửi có khả năng tự dưỡng, đồng thời nó cũng lấy chất dinh dưỡng từ cây chủ thì đây được gọi là nửa ký sinh. Còn ký sinh hoàn toàn thì chúng ta sẽ gặp ở trường hợp là dung sáng ký sinh trong ruột của động vật. Bởi vì dung sáng, chúng chỉ sử dụng chất dinh dưỡng từ ruột của động vật mà thôi, chúng không có khả năng tự dưỡng. Tiếp theo trong nhóm mối quan hệ đối kháng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm. Thì đây là một hình ảnh minh họa cho tạo giáp nở hoa để làm cá chết, tôm. Rồi khi những con chim ăn phải những cái con tôm cá này thì chúng cũng sẽ bị nhiễm độc theo. Như vậy thì tảo giáp nở hoa thật ra đó là hiện tượng mà một thời điểm nào đó tảo phát triển mạnh quá sẽ tiết ra chất độc, làm chết cá tôm và những sinh vật ăn những cái con vật cá tôm bị nhiễm độc này. Như vậy ức chế cảm nhiễm đó là một loài sinh vật trong quá trình sống vô tình gây hại cho loài khác, một loài có hại, một loài không có lợi cũng không có hại. Một ví dụ điển hình nữa trong mối quan hệ ức chế cảm nhiễm đó là cây tỏi. Các em biết rằng là khi trồng tỏi thì cây tỏi sẽ tiết ra những cái chất gây ức chế những sinh vật xung quanh thì đây là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm. Mối quan hệ cuối cùng đó là quan hệ về sinh vật này ăn sinh vật khác. Đây là mối quan hệ mà loài này sử dụng loài khác để làm thức ăn, một loài có hại và một loài có lợi. Ví dụ như thỏ sẽ ăn cỏ, đây là mối quan hệ giữa động vật ăn thực vật. Hay chúng ta còn gặp trường hợp đó là sư tử ăn thịt trâu rừng thì đây là mối quan hệ vật dữ và con mồi. Hay hình ảnh của cây nắp ấm bắt ruồi, đây là mối quan hệ thực vật bắt sâu bọ. Để giúp cho các em có thể củng cố kiến thức về mối quan hệ giữa các loài, thì ở đây thầy có một cái phiếu học tập, thầy đã còn chùa trống những cái chỗ trống về các tên của các mối quan hệ. Và ở cột đặc điểm thì thầy đã ghi sẵn cho các em ký hiệu A và B, đó là hai loài. Và với dấu cộng, đó là loài được lợi, dấu trừ là loài bị hại và số 0 đó là loài không được lợi cũng không bị hại. Và ở cột ví dụ, thầy còn chừa trống các em ở nhà hãy cố gắng kẻ phiếu học tập này vào tập tập của mình nhé và cố gắng hoàn thành tất cả những cái nội dung này để giúp cho các em củng cố được kiến thức và giúp ích cho các em trong việc kiểm tra và thi cử sau này. Các em thân mến, trong các mối quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần xã thì chúng ta còn có một cái hiện tượng rất là thú vị đó là hiện tượng khống chế sinh học. Thế thì hiện tượng khống chế sinh học là gì? Khống chế sinh học đó là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức độ nhất định, không tăng quá cao hoặc là giảm quá thấp do tác động của các mối quan hệ hỗ trợ hoặc là đối kháng giữa các loài trong quần xã. Ví dụ như là trong nông nghiệp thì người ta sử dụng các cái loài thiên địch để tiêu diệt các loài gây hại khác. Ví dụ như người ta sử dụng bọ rùa để tiêu diệt rệp hại cam. Hay đây là hình ảnh của bọ ngựa có thể diệt được sâu bọ hay là côn trùng và cái loại kiến thì chúng có thể trừ sâu hại trên cây ăn quả. Để giúp cho các em tóm tắt nội dung chính của buổi học ngày hôm nay thì thầy có thiết kế một cái bản sơ đồ tư duy. Các em hãy cố gắng ở nhà thiết kế sơ đồ này và ôn tập kiến thức của mình nhé. Ở phần này chúng ta thấy rằng là buổi học của mình học về quần xã và đặc trưng cơ bản của quần xã thì chúng ta đã được tìm hiểu về khái niệm quần xã sinh vật rồi chúng ta được tìm hiểu về một số đặc trưng cơ bản của quần xã như là về thành phần loài, về sự phân bố cá thể trong không gian. Về thành phần loài chúng ta đã được tìm hiểu về số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài, rồi loài ưu thế, loài đặc trưng là gì? Chúng ta được tìm hiểu về sự phân bố theo chiều thẳng đứng, theo chiều ngang và ý nghĩa của chúng. Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật thì chúng ta tìm hiểu các mối quan hệ sinh thái như là nhóm mối quan hệ hỗ trợ bao gồm có cộng sinh, hợp tác, hội sinh. Trong nhóm quan hệ đối kháng thì chúng ta tìm hiểu về cạnh tranh, ký sinh, ức chế cảm nhiễm và sinh vật này ăn sinh vật khác và chúng ta cũng được tìm hiểu về hiện tượng khống chế sinh học. Các em thân mến, những kiến thức chính của buổi học ngày hôm nay đã hết. Tuy nhiên, thầy có một số câu hỏi muốn giúp cho các em luyện tập và mở rộng thêm kiến thức của mình. Thì các em hãy cố gắng vận dụng những kiến thức để trả lời những câu hỏi này nhé. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài? Câu A, vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ cây đậu. Câu B, cây phong lan bám trên thân cây gỗ. Câu C, chim sáo đậu trên lưng trâu rừng. Câu D, cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ. 3 giây cho các em suy nghĩ. Bắt đầu. Các em đã lựa chọn đáp án của mình chưa? Chúng ta cùng nhau phân tích. Đáp án A, vi khuẩn lam sống trong nốt sần của rễ cây đậu. Thì đây là mối quan hệ cộng sinh. Bởi vì các em biết rằng là khi vi khuẩn sống trong rễ cây đậu như vậy thì nó sẽ sử dụng chất dinh dưỡng từ rễ cây đậu. Tuy nhiên, cây đậu cũng có được lợi, đó là cây đậu sẽ sử dụng những cái chất đạm do vi khuẩn lam cố định những cái vi khuẩn cố định nitơ tự do trong không khí. Như vậy đây là mối quan hệ cộng sinh. Ý B thì chúng ta thấy rằng cây phong lan bám trên thân cây gỗ thì đây là mối quan hệ hồi sinh. Câu C, chim sáo đậu trên lưng trâu rừng thì đây là mối quan hệ hợp tác. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Vai trò của nấm và tảo trong địa y là gì? A. Nấm hút nước và muối khoáng từ cây cung cấp cho tảo và cho nấm. Câu B. Tảo chế tạo chất hữu cơ cung cấp cho nó và cho nấm. Câu C. Nấm hút nước và muối khoáng, tảo quan hợp tạo chất dinh dưỡng. Câu D. Nấm chế tạo chất hữu cơ, tảo hút nước và muối khoáng. 3 giây cho các em suy nghĩ. Các em thân mến, giữa tảo và nấm trong địa y thì đây là mối quan hệ cộng sinh thì vai trò của chúng trong trường hợp này đó là tảo sẽ quan hợp để tạo chất dinh dưỡng và nấm sẽ hút nước và muối khoáng, như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau: Xét các mối quan hệ sau. Thứ nhất là cá ép sống bám trên cá lớn, thứ hai là nấm vi khuẩn và tảo đơn bào hình thành địa y, số 3 là chim sáo và trâu rừng, thứ tư là vi khuẩn lam trong nốt sần cây họ đậu. Phát biểu nào dưới đây đúng về mối quan hệ sinh thái trên? A. Là quan hệ hội sinh bao gồm ý 1 và ý 4. B. Quan hệ hợp tác là ý 1 và ý 3. C. Quan hệ hỗ trợ là ý 1, 2, 3, 4. D. Là quan hệ cộng sinh là bao gồm ý 2 và ý 3. 3 giây cho các em suy nghĩ, bắt đầu. Các em thân mến, trong trường hợp này chúng ta hãy cùng nhau xét ý thứ nhất là cá ép sống bám trên cá lớn thì các em nhớ rằng đây là một cái ví dụ con cá ép nó có lợi tuy nhiên con cá lớn không có lợi và cũng không có hại thì đây là mối quan hệ hội sinh ý số 2 nấm vi khuẩn và tảo đơn bào hình thành địa y thì đây là mối quan hệ cộng sinh ý số 3 là chim sáo và trâu lừng đó là mối quan hệ hợp tác ý số 4 phi khuẩn lam trong nốt sần cây họ đậu đó là cộng sinh thì như vậy chúng ta xem xét đáp án a quan hệ hội sinh là ý 1 và ý 4 như vậy chúng ta hồi nãy nói rằng là ý thứ nhất đó là mối quan hệ hội sinh đã là đúng. Tuy nhiên ý số 4 vi khuẩn lam thì trong trường hợp này đó là mối quan hệ cộng sinh. Như vậy câu A không phù hợp. Đáp án B là quan hệ hợp tác là ý 1. Như vậy chúng ta thấy rằng là cá ép sống bám trên lưng cá lớn đó là quan hệ hội sinh chứ không phải là hợp tác. Như vậy đáp án B đã sai. Còn câu C, quan hệ hỗ trợ bao gồm ý 1 2 3 4 thì chúng ta nhớ rằng là trong nhóm mối quan hệ hỗ trợ thì bao gồm cả quan hệ cộng sinh, hợp tác và hội sinh, như vậy các ví dụ trên đều thỏa mãn đáp án C này. Do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C, quan hệ hỗ trợ bao gồm có tất cả các ý trên. Câu hỏi cuối cùng là trong đời sống sản xuất, sự phân tầng của sinh vật trong quần xã có ý nghĩa gì? Câu A, trồng nhiều loại cây trên một diện tích, câu B, giảm thời gian sản xuất câu C tăng năng suất từng loại cây trồng, câu D tiết kiệm không gian đối với vật nuôi và cây trồng. Câu này khá là dễ đối với các em phải không nào? Chúng ta chọn đáp án D. Các em thân mến, ngoài những câu hỏi trắc nghiệm mà thầy vừa nêu ra cho các em để trả lời, thì thầy cũng có những câu hỏi tự luận. Thì trong những câu hỏi tự luận này, thầy sẽ gợi ý những cái ý chính để trả lời. Các em cố gắng ở nhà hãy trả lời đầy đủ vào trong tập của mình nhé. Câu hỏi có nội dung như sau. Nếu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật lấy ví dụ minh họa thì các em đã được học ở bài trước về quần thể và hôm nay học về quần xã thì chúng ta có thể có một cái bảng so sánh như sau. Quần thể sinh vật đó là tập hợp những cá thể cùng loài. Các em nhớ những từ khóa quan trọng nhé. Còn ở quần xã sinh vật thì chúng ta thấy rằng đây là một tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài khác nhau. Về ví dụ thì chúng ta có thể lấy ví dụ, ví dụ như là ở quần thể sinh vật thì đó là quần thể trâu rừng, hay là ở quần xã sinh vật đó là quần xã đồng cỏ, bao gồm có nhiều quần thể khác nhau. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Muốn trong một ao nuôi được nhiều loài cá và cho năng suất cao thì chúng ta cần chọn nuôi các loài cá như thế nào? Thì ở đây thầy đưa ra các ý chính cho các em có thêm ý tưởng để bổ sung khi chúng ta chọn nuôi cá thì chúng ta phải lựa chọn các loài cá sao cho phù hợp. Ví dụ như là nuôi cá sống ở các tầng nước khác nhau, loài cá nào sống ở tầng mặt, tầng giữa, tầng đáy và nuôi nhiều loài cá ăn các loại thức ăn khác nhau. Khi chúng ta nuôi nhiều loài cá như vậy thì chúng ta sẽ tận dụng được nguồn thức ăn trong thiên nhiên và tận dụng được không gian của vùng nước góp phần nâng cao năng suất trong việc nuôi cá. Các em thân mến, buổi học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc thầy hy vọng rằng ở nhà các em hãy ghi chép bài đầy đủ và tóm tắt nội dung bài học của mình theo dạng sơ đồ tư duy để giúp cho các em củng cố kiến thức một cách tốt nhất nhé và thầy hy vọng rằng các em ở nhà hãy làm hết những cái bài tập mà thầy cũng như là thầy cô giáo ở trường đã dặn dò thầy hy vọng rằng với sự cố gắng của bản thân các em thì các em sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong học tập xin kính chúc quý thầy cô và các em có thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công xin chào và hẹn gặp lại